Shop săn hàng rẻ hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ hộp cơm giữ nhiệt siêu xịn của Elmix 3128, sản phẩm được nhập khẩu 100% từ châu Âu. Đây là mã sản phẩm giữ nhiệt siêu tốt ạ. Sản phẩm có QR mã này, nhập khẩu từ Cộng hòa Séc ạ. Sản phẩm này 3128. Sản phẩm này giá hãng là 1.129.000 và shop săn hàng rẻ.net đang bán với giá là 885.000. Phiếu bảo hành ạ. Sản phẩm được bảo hành 12, được bảo hành 6 tháng với các lỗi giữ nhiệt ạ. Siêu giữ nhiệt luôn nha. Chúng mình mở cái nắp này ra, nó có thể sử dụng như một cái bát nếu mà sau này chúng mình dùng cái cầm lồng để đi mang cháo đi. Sản phẩm có kèm một cái thìa gấp gọn, rất là xịn luôn. Nó là mà hôm nay ngày cuối cho khách hàng răng ạ. Vâng, cái này là nút xả hơi này. Đây các bạn nhìn thấy van này, nút xả hơi này. Trong này là gồm 3 hộp. Inox. 3 hộp bằng nhau ạ. Một hộp canh, một hộp cơm và một hộp để đồ ăn mặn. Các bạn nhìn thấy inox không ạ? Inox của Knock & Knock, Elmix, xin lỗi các bạn. Inox của Elmix thì vô cùng là xịn rồi. Tráng bạc luôn ạ. Cái này là hít chân không nha. Chúng mình để ý ạ. Đó. Mình xoay ngang này để thoát hơi này. Và để lại như cũ để muốn giữ nhiệt này. Và cái răng của nó để chống tràn, chúng mình mang đồ lỏng đi làm rất là thoải mái luôn. Có răng chống tràn nên sẽ không bị đổ nếu mà bị nghiêng. Inox sáng bóng. Hàng có sẵn tại shop săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thank you.